Côn đảo được biết tới là một trong những địa điểm du lịch biển đảo hấp dẫn bậc nhất Việt Nam. Giao thông đi lại ngày càng thuận tiện hơn, đường hàng không thêm nhiều chuyến bay, đường biển thêm nhiều tuyến tàu cao tốc từ Vũng Tàu, Sóc Trăng đã khiến du lịch Côn đảo bùng nổ. Thế nhưng mặt trái của sự tăng trưởng nóng về du lịch là nỗi lo quá tải nhiều mặt cho đảo ngọc này. Cảnh quan tuyệt đẹp cùng với những câu chuyện đã đi vào huyền thoại của địa ngục trần gian khiến Côn Đảo đầy sức hút với du khách bốn phương cho các chuyến du lịch khám phá nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa tâm linh. Khi đến đây thấy Côn Đảo không khí trong lành và phục vụ ở đây rất là tốt. Nếu mà ở đây mà có cảng, có tàu thêm thì chắc khách du lịch đến nhiều. Năm 2018, Côn Đảo đón trên 286.000 lượt khách, tăng 17% so với năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 32.000 lượt. Hiện mỗi ngày Côn Đảo đón trên 2.000 khách, những dịp lễ Tết dao động 3.000 đến 4.000 khách. Trong khi dân số huyện chỉ hơn 9.000 người, bùng nổ du khách đã vượt quá khả năng đáp ứng mọi mặt của huyện, đem lại nhiều thách thức áp lực cho sự phát triển của Côn Đảo. Hiện nay với một cái lượng khách đến lớn như vậy thì Côn Đảo khó có thể mà đón tiếp du khách một cách tốt nhất, và nguy cơ của nó là phá vỡ cả một cái hệ sinh thái hiện nay, đặc biệt là những cái vấn đề xử lý rác thải hiện nay đang rất là khó khăn. Không còn đất để phát triển du lịch. Bây giờ các cái nhà đầu tư muốn đến thì chắc phải mở rộng thêm hoặc điều chỉnh lại quy hoạch. Định hướng của huyện là về đề nghị tỉnh phải điều chỉnh lại cái quy hoạch chung. Vì các cái đảo là nó nằm trong vườn quốc gia hết. Điều chỉnh lại quy hoạch của vườn và điều chỉnh lại quy hoạch chung xây dựng của huyện Côn Đảo. Nỗi lo phá vỡ cảnh quan, phá vỡ quy hoạch, môi trường du lịch, môi trường sinh thái bị hủy hoại khiến huyện đã phải kiến nghị tạm ngưng cấp phép thêm cho tàu cao tốc ra Côn Đảo. Theo dự kiến đến năm 2030, Côn Đảo đón khoảng 300.000 lượt khách du lịch. Thế nhưng với đà tăng hiện tại, chắc chắn năm 2019 này, lượng du khách đến Côn Đảo sẽ vượt con số trên. Theo Hoàng Thanh được biết thì hiện đã có những đề xuất thay đổi, bổ sung quy hoạch Côn Đảo, trong đó có việc mở rộng quy hoạch ra các đảo nằm trong quần thể huyện đảo Côn Đảo để đáp ứng với tình hình bùng nổ du lịch như hiện nay. Đó cũng là giải pháp để giảm tải cho Côn Đảo. Tuy nhiên thì theo Thuyết Kha thì đây là vấn đề rất là hệ trọng. Bởi vì vườn quốc gia Côn Đảo không chỉ là khu sinh quyển thế giới có giá trị về mặt cảnh quan du lịch, mà Côn Đảo còn có vị trí đặc biệt về an ninh quốc phòng, kinh tế biển, môi trường biển đảo.